Chào mọi người, mình là Hoàng Sachi. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi cái vlog tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về vấn đề tại sao Nhật Bản không thích Việt Nam mà lại tuyển lao động Việt Nam sang làm việc. Thì điều đầu tiên mà nói thì thị trường Nhật Bản các bạn cũng biết rồi, so với 5 năm, 10 năm trước đây thì lao động Việt Nam thích sang các nước giống như Hàn Quốc để lao động vì lao động ở Hàn Quốc thì kiếm được nhiều tiền hơn. Và sau khi hết hợp đồng thì các bạn có xu hướng là trốn ở lại Hàn Quốc để làm khoảng một thời gian nữa, kiếm được một số vốn kha khá để về lập nghiệp. Nên các bạn thích thị trường lao động Hàn Quốc hơn. Nhưng mà do thắt chặt lại về một số vùng ở Việt Nam, và bây giờ thì thị trường lao động Hàn Quốc rất là thắt chặt lại, nên các bạn tìm đến nguồn lao động là Đài Loan hoặc là Singapore, tại vì nó nhanh và chi phí nó lại rẻ. Nhưng mà bây giờ thị trường Nhật nó cũng đang rất là mở cửa, nên vào những năm 2017 và năm nay là năm 2018 thì cái vì lượng mà tu nghiệp sinh sang thị trường Nhật Bản rất là nhiều. Mà vì sao Nhật Bản không thích người Việt Nam cho lắm, nhưng mà Nhật Bản là tuyển rất là nhiều tu nghiệp sinh sang làm việc, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một số vấn đề cơ bản. Điều đầu tiên là các bạn biết là thị trường Trung Quốc thì lao động rất là nhiều, nhưng mà do mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước Nhật Bản và Trung Quốc thì thị trường Nhật Bản nó không có tuyển dụng, hạn chế tuyển dụng thực tập sinh Trung Quốc lại. Và một điều nữa là thực tập sinh của Trung Quốc á, là người ta không có chịu học tiếng Nhật, nên cái sự giao tiếp trong công ty và công việc nó không có, nên những cái công ty Nhật cũng không có thích tuyển thị trường lao động Trung Quốc. Điều thứ hai là thị trường lao động Trung Quốc là trong nước người ta cũng đủ cung ứng lao động cho người ta thôi. Tuy là đông dân thiệt, nhưng mà Trung Quốc nó cũng là một nước rất phát triển, nên nó cũng không có cần đi sang nước ngoài để làm việc nhiều. Nên tại vì á, một yên Nhật thì bằng 200 đồng Việt Nam, nhưng mà một nhân dân tệ của Trung Quốc nó bằng tới 3.000 đồng Việt Nam lận. Do vậy á, thì người dân Trung Quốc người ta cũng không có cần sang những cái nước khác để mình lao động làm việc kiếm tiền, tại vì cái đồng nhân dân tệ của người ta cũng rất là cao. Cái thứ hai là những nước như là Brazil hoặc là Singapore thì với trình độ kiến thức Anh văn của người ta rất là tốt, nên người ta cần một cái công việc nó ok hơn là cái công việc lao động phổ thông, giống như những cái đơn hàng mà Nhật Bản cần, ví dụ như là xây dựng hoặc là cơ khí. Tại vì Nhật Bản là gần đây là dân số người ta già đi rồi, như các bạn cũng đã biết thì Nhật Bản là dân số già, tại vì người ta không thích sinh con là cái thứ nhất, và cái thứ hai là người Nhật sống rất là lâu, nên người ta những cái ngành mũi nhọn giống như là công nghiệp, xây dựng, đóng tàu, hàng tiện thì người ta cần rất là nhiều, người ta cần lao động trẻ và khỏe. Vì vậy những cái nước mà Singapore hoặc là Brazil hoặc là Philippines đó, người ta đi sang Nhật thì người ta muốn làm những cái công việc nhẹ nhàng, chứ người ta cũng không có làm những cái công việc nặng nhọc như vậy. Và cái điều quan trọng nhất là cũng hơi đáng buồn là vì thị trường Việt Nam á, cái tỷ giá tiền tệ của mình rất là thấp. Vì vậy á, là những cái công ty xuất khẩu lao động họ có thể ký những cái khoản lương rất là thấp đối với công ty ở Nhật. Mà như vậy và chúng ta cũng dễ dàng chấp nhận cái khoản lương cơ bản nhất của Nhật Bản để mà chúng ta sang đây để làm việc. Ví dụ như lương theo vùng thì 800 yên một giờ thì khoảng đó, hoặc là 900 yên một giờ chẳng hạn, thì đó là gọi là cái lương cơ bản thôi. Mà khi mà những cái công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam thì nó chỉ ký cho chúng ta với cái mức lương cơ bản đó, nó không có thêm được một mức lương nào hết. Đó, vì vậy tuy là Nhật Bản nó không có thích Việt Nam, nên nhưng mà với cái điều sự rẻ, nó phải trả cho chúng ta một mức rẻ như vậy, nên nó rất cần lao động Việt Nam sang làm việc.
Và cái thứ hai là dạo này tình hình quan hệ của Nhật Việt rất là tốt. Ví dụ như những cái công ty Nhật nó đang đầu tư sang Việt Nam thì nó cũng muốn tuyển lao động Việt Nam sang làm việc. Hay là quan hệ của Việt Nam và Nhật Bản trước giờ vẫn rất là tốt. Nên khi mà đi xuất khẩu lao động của Nhật á, thì nó cũng dễ dàng hơn là thị trường lao động Trung Quốc sang Nhật hoặc là Đài Loan sang Nhật. À, nhưng mà cái điều mà mình muốn nói chính ở đây là cái sự chấp nhận cái mức lương của Việt Nam của chúng ta rất là thấp nên Nhật Bản nó rất là thích. Vì vậy hiện tại rất là nhiều công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam nó có những cái sự mà gọi là có thể là lừa đảo chúng ta để mà chúng ta được đi sang Nhật với một cách nhanh nhất, giá rẻ nhất, mà thật sự là khi mà qua đây thì chúng ta sẽ được ký với mức lương rất là thấp, có thể là không xứng đáng với cái sức làm việc của chúng ta. Không phải là tất cả công ty lao động ở Việt Nam đều như vậy, nhưng mà hầu hết khoảng 60-70% công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam là ký cái mức lương cơ bản với các công ty Nhật. Nhưng mà cái đó là cái mức lương mà thấp nhất theo vùng mà Nhật Bản quy định thôi, nhưng mà nó đã ký cái mức lương đó cho chúng ta. Khi mà chúng ta qua đây thì chúng ta ngỡ ngàng biết ra thì cũng như vậy thôi. À, công ty là phái cử ở Việt Nam, là những công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam ở hiện tại thì rất là nhiều, nên nó sẽ có nhiều cái mặt tốt là chúng ta có thể có nhiều cơ hội để đi hơn. À, nó có thể kiếm ra nhiều công ty ở Nhật Bản hơn, chúng ta đi nhanh hơn chẳng hạn. Nhưng mà mặt xấu là nhiều công ty như vậy thì công ty uy tín cũng có mà công ty lừa đảo cũng có, nên chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ trước khi đi. Lúc nào mình làm vlog mình cũng khuyên các bạn là hãy tìm hiểu kỹ trước khi tham gia một cái chương trình thực tập sinh sang Nhật Bản. Tại vì chúng ta sống ở đây 3 năm thì chúng ta đóng một khoản tiền rất là lớn vào cái công ty đó, thì sang đây hối hận thì nó cũng đã muộn rồi. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.